Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Mấy hôm trước thì mình có chia sẻ cho bạn một cái app sức khỏe, app luyện tập thể dục thể thao đấy. Và cái đồng Remon token của nó thì hôm nay đã được list ở trên sàn rồi ha. Và chúng ta còn khoảng đâu tầm vài phút nữa thôi là cái đồng này sẽ được niêm yết ở trên sàn của Bybit. Thì chúng ta cùng xem thử coi là cái giá của nó sẽ bùng được bao nhiêu ha. Hiện tại thì mình thấy giá khởi điểm á, mà họ bán đó là 0.016 đô. Và chúng ta cùng chờ xem thử coi là nó sẽ bùng bao nhiêu ha. Bây giờ thì nó chỉ còn có vài giây nữa thôi, 40 giây nữa đếm ngược ha, để mình xem coi trên sàn Bybit list cái con này thì giá nó sẽ tăng được bao nhiêu phần trăm. Rồi, chúng ta bắt đầu ha, 2, 1, 0. Giá đâu, giá list sàn sẽ là 0.0016 đô ha. Wow, nó bơm một cây lên bao nhiêu đây, không nhìn thấy rõ. À, giá hiện tại đang là 0.0086 ha. Ồ, lên cũng khá nha. Để mình xem thử coi là nó sẽ bơm bao nhiêu, chắc là nó sẽ bỏ một con số 0 ấy. Rồi, bỏ con số 0 ha, như vậy là nó đã bỏ con số 0. Và nếu như mà nó lên là 0.016 là nó ít được 10 lần ha. Nó bắt đầu đang lên từ từ. Vốn hóa lúc mà nó bán trước như vậy thì nó là 480.000 ha. Ồ, lên nhanh vậy. Ồ. Sắp sửa được ít 10 lần rồi. Ồ, cũng khá cao ha. Hiện tại thì mình không có mua cái đồng này ha, mình theo một cách khác, đó là mình chơi một cái app của nó, app sức khỏe, và mình kiếm miễn phí cái đồng HIT để sau này sẽ được quy đổi ra cái đồng là Remon Token này. Giá của nó thì nó đang múa, nhảy múa rất là nhiều ha. Bấm theo cái khung giờ thử xem nó là bao nhiêu. Giá cao nhất của nó là 0.014 ha, như vậy thì nó ít cũng gần được là 10 lần rồi đó, nhưng mà nó sẽ còn lên nữa ha. Và lúc mà cái giá của nó là 0.0016 đô ấy, thì nó vốn hóa thị trường nó là 480.000 đô. Và hiện tại bây giờ thì vốn hóa thị trường nó tầm ở khoảng đâu 34 gì đó, khoảng tầm 3 triệu đô ha, khoảng tầm 3 triệu đô. Tại vì nó lên 0.016 thì nó mới đạt được là 4 triệu 8 đô. Và cái này thì nó chưa có đạt được ha. Ồ, nó khóa rồi kìa. Như vậy thì nó sắp sửa bỏ rồi. 15 rồi ha. Sắp sửa lên 16 rồi. Rồi, như vậy là cái đồng Remon Token này đã được list sàn ha. Và chúc mừng bạn nào mà đã mua trước ở cái dòng resale á, mua được cái giá là 0.0016 đô á, thì bây giờ các bạn đã ít được 10 lần. Thì mình không có tiền thì mình chỉ đi làm theo cách là miễn phí, đó là mình tải cái app về và mình đăng nhập hàng ngày để nhận được cái đồng HIT. Và từ đồng HIT đó thì sau này nó sẽ quy đổi ra cho mình cái đồng token của dự án nha. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho bạn một cái kèo kiếm tiền miễn phí ha, cũng rất là chất lượng đến từ cái dự án là Remon Token. Thì cái đồng Remon này nó sẽ được list trên sinh sàn của KuCoin nè, Bybit nè, Gay, MSC ha, và Bankers Swap á. Như vậy thì nó sẽ list ở trên là 5 sàn cho các bạn tha hồ mà mua bán giao dịch luôn. Giờ mình mở lại xem. Ồ, nó lên rồi. Như vậy thì nó đã bứt phá ra. Mình nghĩ chắc nó phải tầm ở cái mức 0.03 đô, 0.03 đô, thì cái vốn hóa thị trường nó khoảng hơn 10 triệu đô ha. Nhưng mà nghĩ như vậy thôi, còn bây giờ thì cũng không ủng hộ các bạn lao vào nữa, bởi vì bây giờ người ta cũng đang bắt đầu là bơm để xả đấy, gọi là giống như là nếu mà các bạn vào có thể bị đu đỉnh nha, nên là chúng ta hãy đợi qua ngày đi. Nếu mà bạn có muốn mua cái đồng này á thì hãy đợi qua ngày hoặc là vài hôm nữa, khi mà nó không có còn nóng hổi nữa thì chúng ta vào chúng ta mua một ít ha, để dành đó. Còn bây giờ thì không nên mua ha, mà chỉ nên kiếm miễn phí thôi. Và kiếm tiền miễn phí thì mình cũng đã có một video hướng dẫn trước đó cho các bạn tải cái app của cái dự án này về rồi ha. Các bạn có thể bấm vô phần mô tả video này để xem hướng dẫn chi tiết về cách là tải app đăng ký để nhận được cái HIT Boy, và từ cái Boy đó thì sau này nó sẽ cho các bạn quy đổi ra cái đồng token của dự án ha. Ở đây là một cái app sức khỏe, nó cũng giống như app đi bộ như vậy á, thì chúng ta luyện tập thể dục thể thao thì nó cũng sẽ tính cho chúng ta cái phần năng lượng, và từ cái năng lượng đó thì chúng ta sẽ quy đổi ra từ thành cái dự token của dự án này. Bạn thấy bây giờ nó đang xả rất là nhiều ha, nên nếu mà lúc nãy mà bạn nào mà lỡ vào đu á, có thể là đu đỉnh nha. Mình nghĩ thì nó sẽ lên xíu xong rồi nó sẽ xả này, xả xong bắt đầu lại lên tiếp ha. Nếu mà mua được thì các bạn có thể mua ở cái mức giá là 2 số 0 ha, và còn tục nữa cố gắng là tạm thời đừng đừng có vào trong cái giai đoạn này ha, tại giai đoạn này rất là dễ đu đỉnh ha. Dành cho những bạn mà nào mà đã có cái đồng này là mua trước rồi đó ở trên cái Dow Marker á, thì các bạn có thể là chuyển lên trên sàn và các bạn xả ha. Còn bây giờ thì không, các bạn chỉ cần chơi miễn phí thôi. Rồi, chơi miễn phí như thế nào thì các bạn sẽ bấm vô phần mô tả video này để xem cách hướng dẫn tải app và đăng ký tài khoản nha. Xin chào và hẹn gặp lại.